Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phúc Bang. Như video lần trước thì Phúc Bang đã cùng nhóm Pháp Sư Trung Quốc và cùng ekip sẽ làm một cái mapping ở trên này để lễ hội phụ cho lễ hội ánh sáng. Nhưng hôm vừa rồi thì Chủ tịch Long của Doraemon Tour đã đuổi các Pháp Sư Trung Quốc về Hà Nội rồi vì là không thiết kế không đạt yêu cầu, và hôm nay thì chuyển giao công nghệ thì đã làm ra một cái kịch bản mới hấp dẫn hơn, hay hơn và thực tế hơn. Thì lát nữa thôi thì sẽ diễn ra cái kịch bản mới này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video nhé. Khác với hôm vừa rồi thì hai con khủng long sẽ đặt ở cái hàng giàn giáo cao này, nhưng hôm nay thì một kịch bản mới, thì đó là phế hai tầng giàn giáo này và thay vào đó là có một cái gọi là hai giàn giáo khác cao hơn và có mái che xịn hơn đấy. Đây là anh trưởng thôn, xin chào anh Thăn. Vâng, xin chào. Và anh Thăn là đến đây kiểm tra tiến độ anh. Vâng. Đấy anh anh Thăn thì có chè rất là ngon, nhà thì chân là thác này, kiêm cả thầy cúng luôn. Vâng. Xin chào anh nhá. Vâng. Vâng. Bây giờ thì chúng ta cùng lên tầng 2. Vẫn như mọi khi. Đấy. Các kỹ thuật viên pháp xin lỗi quý vị khán giả, đây là các pháp sư. Tiếp tục. Được đang được triển khai tiếp tục. Mất đế một cờ. Đế đấy. Nhìn lại hình đó. Đang vẽ một cờ lúc cũ. Lại vẫn vẽ à? Hả? Vẫn vẽ à? Không, lấy từ ảnh kia ra chứ. À đấy. Còn vát ra nó vuông xuống. Đây nhá. Em mở lại đi. Đấy. Như vậy hiện tại hôm nay thì số pháp sư còn ít hơn một nửa. Hôm vừa rồi. Đây hai chú khủng long đấy đang hướng ra phía ruộng, và những cái hạn chế hôm vừa rồi đã được rút kinh nghiệm và đã được thay thế, đó là những cái bụi tre. Hôm nay quý vị và các bạn có thể thấy đó là đã qua hẳn, không còn cái cản trở nữa, vật cản nữa. Chúng ta lát nữa thôi thì chúng ta có thể thấy là rõ mồn một luôn, không bị hạn chế nữa rồi, và đã rút lại hai khủng long lùi về phía sau làm vừa là tiền vệ vừa là hậu vệ. Như vậy là hôm nay thì đã được phát quang hết các lùm cây mà có liên quan đến vườn, thì đã được ekip xử lý rồi. Đấy, chúng ta có thể nói trên đồng ruộng rất nhiều người dân đang làm sạch bờ ruộng. Đấy, các cây bụi đã bị ngả hết rồi. Đây. Các bác có thể thấy đây này. Đây. Bụi tre này vướng thì mặc dù đang có măng đấy nhưng mà cũng bị ngả rồi. Em nhìn thấy rồi. Và sang bên này chúng ta cũng thấy là đây, một cái bụi đang cũng được vướng này. Đây. Hơi vướng cái cột một tí các bạn. Đây, anh kia, ôi anh kia đang phát thì bị ong đốt rồi kìa. Đấy. Ôi rồi, kiến hay ong ấy. Kiến thôi, kiến nhỉ. Đấy, đã ngả hết các cây vướng nghệ thuật đấy, gọi là nghệ thuật đấy. Đây. Phụ bạc sẽ soi hết xem nào. Đây, trên thì các hộ dân cũng đã làm hết sạch hết các bờ ruộng rồi. Rất sạch sẽ nét căng luôn. Đó.
em đi về à? Thì cứ bảo lại ông bà anh xem thế nào nhá. Đó. Động viên bà tí. À, sạch sẽ rồi. Nha. Để bác mà, để cho xã được làm việc thôi, mình làm việc với người dân khó lắm, chẳng như bác đấy bác hiểu đâu, không sao, không để xã họ làm đâu, cần đi bảo xã đâu. Chính quyền nó đã bảo rồi. Đã làm sạch sẽ rồi. Mình đi làm việc khó lắm. Bác lại đâu? À, bây giờ là hai ngang sáu còn hai chủ tịch sẽ bàn về cái kịch bản là ba đấy là cái sạp sân khấu được cao khoảng tầm 40 phân thôi, của em thấp nhất là 50 phân, thế thì phải làm thấp xuống để khách họ chụp ảnh họ đứng lên đấy xong họ chụp quách vào sau chữ của mình, không thì phải làm ra thấp bằng xuống 30 phân còn bước lên của cái sàn 50 phân tầm này cao quá, của chân của em thấp nhất là 50 phân anh ạ. Theo nói thì tất nhiên là mình sàn đất mình chỗ lên này là chỗ đất đềm thì là mình có thể đào để làm sao cho nó thấp nhất thì vẫn ok tốt số vì cao quá ảnh hưởng đến laser 50 phân cộng với lượng người 1m6 1m7 nó thì 2m mấy là laser bắn vào mặt đúng tầm ngang mặt thấp xuống thì laser nó không vào vâng, anh tính từ laser nó vượt qua vì bắn laser gần đến đây mà ok đấy. Thế là nhưng mà làm sân khấu ở trong này thì chắc là cũng gửi cho gạt bằng phẳng đét hết chỗ này đi bỏ hết thằng nào thì gạt bằng phẳng đét đi rồi đấy, cho em để sân khấu ở đấy. Thế còn hệ thống loa thì ở bên này cho em một cụm hai súp để bên dưới center à dây để trên còn chỗ đoạn này một cụm thì em tính xem là để ở trên cái gì đấy được tách hai cái không em dùng chân loa riêng loa phun rồi dùng chân loa đấy, là để bên này bởi vì đây là chỗ đông người thì để dưới thấp thì nó không phát huy hiệu quả được, loa súp thì quánh thẳng ra kia, thế còn loa phun đấy, ấy, chúng nó phải đi loa phun thì lại vết trong kia một tí, vết trong này một tí, chúng nó phải đi theo nhau, nó như nào? Thế là loa phun với loa súp là kia hướng phải đi như nhau? Không, mình hơi với vết trong được mà, vết thì được thôi nhưng mà, thế vết trong vết cả súp được, súp bên dưới ra như này à? Ừ, không vết trong cũng được. Người nghe thì là chắc chắn họ sẽ tập trung ở đường kia, rồi. Ở và cả ở đây, vâng. một bộ ở chỗ xe ô tô anh, một bộ ở đằng này. Vâng. Đấy. Và ở đây là sẽ bắt dàn giáo lên, có một cái dàn không gian ở đây nữa thì là họ treo cái đèn mô vinh với lại các cái đèn ấy để nhuộm cho tấu lên được rồi. Cái cột không gian của em cao được mấy mét, anh muốn ở chỗ đâu chỗ khói kìa là một cái cột cao lên cho anh 6 mét. Không, cái chân loa của em cũng phải là không, cái cột không gian đấy, cái không gian để anh treo đèn đấy, anh nhuộm toàn bộ ánh sáng lờ mờ của cái khu này. Công suất đèn nó sẽ lên đấy thì nhuộm nó nhìn thấy rõ cái dụng một thang cột không gian thì tùy thế em tính anh bên này mới cột 6 mét này giờ bên chỗ gốc cây đủ bên cột 6 mét nó treo tấm đèn lên trên đấy xem nào của em một là 5 mét hai là 6,5 mét 3 là 7,5 mét đấy năm tức là đoạn dài của em nó là 2,5 mét còn đoạn ngắn là 1,5 mét người lấy trên 5 mét vâng. Như vậy là hai chủ tịch đã gặp nhau, ánh sáng, giám đốc ánh sáng và chủ tịch LED mapping. Đấy. Rất là cao. Giám đốc, một giám đốc tia chớp và một giám đốc ánh sáng âm thanh đã bàn từ lúc Châu đi ăn cỏ và bây giờ Châu đã về vẫn chưa xong. Đấy. Châu đã về đấy, Châu tưởng là gì này, ăn cả tia kìa. Đấy, người ấy. Đấy, ăn tia đi. Đấy. Châu sợ hay sao ấy? Đấy, nó sợ. Đấy, nó... Chăn tận đâu về bà? Chăn tận đâu về bà? Đi xuống nữa. À thế à? Chăn xuống nữa. Vâng. Đến là dự kiến là tầm 4. Nếu còn khách thì đồng hồ sẽ xin thêm được. Bỏ ra các người thôi. Về định đi được. Hạch xí.
Khai mạc 29 ạ? Ừ. 29 đâu? Thế sao bảo 28? Lời đẩy 29. Thế vừa nãy bảo em là 28? 28, 26 là anh tự tổng duyệt, 27 là thành phố xã tổng duyệt. Rồi. Có sai sót cái gì thì sửa trong ngày 28. Rồi. 29 là làm được. 29 là khai mạc. Ừ. Thì sửa một ngày thôi. 29 này, 30 này, 31 này, mùng 1, mùng 2, mùng 3. Mùng 4. 6 ngày. 7 ngày. À? Nếu mà tính cả mùng 4 là 7. Thì vẫn ra chương trình là 7 ngày đấy. Vâng, bởi vì là nó tháng này nó có ngày 31. Thì em biết một tuần mà, 7 ngày. Thế ăn ra ngày 31 à? lãi. Tháng này lãi 31. Ôi, xoay vào đầu có xong không? Lăn đây. Bốc khói. Như vậy là trời đã bắt đầu tối rồi. Và chuẩn bị đèn đã lên. Không, sao lại thay ghiêm? Đèn đã lên nha các bác nha. Đây. Đó. Rất là rộng luôn. Hôm nay thì những cảnh lá xung quanh cây ở đây thì đã, các bụi tre ở các bờ ruộng thì đã được ban tổ chức và đạo diễn đã ngả hết rồi. Bây giờ thì rất là thẳng tắp luôn. Đấy. Đã. Đấy. Pháp sư Trung Hoa thì đã được chủ tịch đuổi về rồi, về Hà Nội rồi. Không theo ý đồ. Đấy. Rất khó tính. Để phục vụ khán giả phải chọn ra những ekip thật là mạnh nhất. Đấy. Đây, giờ đèn đã lên các bạn ạ. Lên rồi. Đấy. Bác nhìn nha, hai chú khủng long bắt đầu đã ăn phun khói. RGB laser 30 GRB là green red green blue, tạm dịch như thế nhà chủ tịch nhỉ. Đúng rồi. 30W. Quy mô là cấp phường. À đâu, cấp tỉnh chứ. Tưởng em đẩy căng trước rồi. Tiếp theo rõ hơn. Đấy, các pháp sư đang vẽ. Cầm đẹp nhá. Các pháp sư Smallet Việt Nam rồi. Đấy, Smallet. Mai có trang phục rồi. Có phục cái nhá. Vâng. Cong lên một tí đi, cái này bắt đầu phải cong lên một tí ở giữa. Mùi quá, từ chỗ này mùi mát sớm đi. Đấy, đang vẽ từng mát vào nét một theo từng bờ ruộng nha các bác nhé. Không phải là vẽ ngẫu nhiên đâu, mà vẽ theo thực tế. Thực địa đấy, đây. Tức là bao nhiêu thửa, bấy nhiêu tia. Là bấy nhiêu tia luôn. Chứ không phải là đấy. Yêu sao đấy. Không yêu hơi phí luôn. Đấy. Đang vẽ dần dần thành những thửa ruộng bậc thang đặc trưng của Đà Thác rồi. Võng dưới á? Võng dưới. Thế vẽ võng dưới nào? Cái này đúng không? Ở võng dưới. Đang bỏ sự đang. Đây này, em sẽ làm như này. Vọng dưới. Nó vọng dưới này. Con này có thể đâu anh? Ừ, có vọng từ vẻ em trước. Không không, vọng như này. Vọng như kia. Không, đáy ở đây, vọng như này. Hình như vọng ấy, hình như vọng ấy. Hình như vọng ấy. Đường đầu tiên đây, cho nó ở cái từ điểm này, kéo điểm này cho nó vọng xuống.
Không phải. Không phải, võng cho kéo lên cái đầu sáng sáng kia. Xong là võng xuống ở đấy điểm đầu ở đấy xong võng rồi phát xuống như kiểu cái võng võng sang đầu trên. Đấy nha, em lấy cụ đây đây đúng không? Mang đây này. Ờ đúng rồi, từ đấy võng xuống. Ăn ở đây mà. Đấy, đấy. Lên nữa, quấn cong lên nữa đi. Đấy như thế, đấy như thế, đấy như thế, cái thửa cái to kệ kệ đó, tiếp tục võng theo như thế. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, nó mới là đúng ý đồ. Như vậy là các đường vẽ đã lộ ra rất đẹp rồi. Đấy, các bác nhìn rõ đây. Khá đẹp. Vâng, như vậy là các pháp sư đang vẽ các đường đồ thị căn giữa các góc để tinh chỉnh làm sao cho ruộng bậc thang sẽ nằm giữa các đồ thị và các hình dáng mà các pháp sư sẽ vẽ ra. Đấy, mây cũng đã về trời, khói từng ngôi nhà cũng đã tỏa ra, tạo ra một cái khung cảnh. Đấy. Chúng ta có thể thấy là rất là rộng nhá. Vào nhau chưa? Ui dồi, rộng chưa? Rất là rộng luôn. Bây giờ là cái thời điểm là đẹp nhất đấy. Nếu mà nói ra là nếu mà bây giờ là lên là thời điểm này là thời điểm đẹp nhất. Trời vẫn chưa tối hẳn. Tuyệt vời đấy. Đấy, bao khung yên tâm. Đấy, bao khung. Chia thửa nó là nhỏ tí cũng được. Đấy. Đã bao hết rồi này. Nhìn thấy rõ luôn. Đấy. Không, nhưng mà kênh nó mà lên xu hướng là phải chia tiền. Ừ. Đây. Đấy, đẹp đấy, đấy, đẹp đấy, đấy, đúng rồi. Mép cong cong đúng mép đấy. Đúng rồi. Nó phải kiểu mép mép lên nhỉ. À, đúng mép nó đẹp. Đấy. 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 Đẹp quá. Được rồi. Đấy, các pháp sư đang vẽ vector mapping. Mapping tức là vẽ các bờ ruộng. Đấy. Chết vì ăn. Đều. Làm chỗ anh làm cho em đâu? Tao ăn đéo được như vậy đấy. Nhớ nha. Đây. Đấy, từng như vậy là các pháp sư đang đào ruộng đấy, không phải là vẽ nữa mà đang đào ruộng bậc thang. Thấy xúc động dần dần rồi đấy. Ờ, bây giờ có khói kia nhìn đấy. Đẹp lắm. Đấy, khói có một tí khói. Sương. Đấy. Đây, chúng ta có thể đây, nói chỗ vào thì nhanh lắm. Đây này đấy. Như thôi, kiểu thôi, chạm bên trên lên cái vạch trên đi thôi, xong rồi. Mở lên trên đi. Nó chạm vào cái vạch chéo vừa đứng như không. Em đang cho cố tình nó hơi to lên một chút à, ở đấy. Đấy vẻ các bạn cong vào đấy được rồi đẹp đấy. Nói chung cái cong dần lên tít trên. Đầu bé, đầu này to tí. Bé quá, đầu bé quá. Cho cong cắm xuống. Đấy, xúc động đã. Được rồi, thửa đẹp đấy, thửa rất là đẹp đấy. Giữa nó to vào một tí. Để bắn cho thực tế đi. Hả? Bắn cho thực tế đi. Ừ, bắn đẹp đi. Ra sát mép đi. Thúc cả nhé.
cong hình chữ, cái này nó bắt đầu phải cong hình chữ ở giữa. Cái mát vát thì lên 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 đủ. Theo thực tế thực địa đấy, tức là bao nhiêu thửa bấy nhiêu tia, là bấy nhiêu tia luôn đấy. Còn phải xúc động rồi đấy, yêu sâm rồi đấy, hơi phí luôn, dần dần thành những thửa ruộng bậc thang đặc trưng của Hà Thác rồi. Đấy, các pháp sư của Smart LED Việt Nam đang vẽ bên tay phải, cánh phải của quý vị và bạn đang nhìn. Đó. Đấy, ra hình ruộng rồi, các bác có nhìn thấy rõ không? Hiện tại là các mép nhìn nghiêng. Có chứ. Đã nhìn rất đẹp rồi. Có chứ. Góc trong tí cho cong hẳn lên đấy. Góc trong tí cho cong hẳn lên. Đó, rất là đẹp. Tuyệt vời luôn. Rộng các thửa ruộng bậc thang luôn rồi. Giống hơn như đúc rồi. Đấy, bây giờ đã thành những cái ruộng bậc thang rất là đẹp rồi các bác ạ. Đấy, đấy, như các vạch trên kia đó là ruộng bậc thang rồi. Đó. Từ bên này sang bên này nha các bác nhà, đấy, nhìn nó này. Bên này chúng ta bây giờ là các pháp sư đang bắt đầu vẽ tiếp. Đó. Đó. Và bây giờ thì các thửa ruộng đã được nối với nhau. Đẹp quá. Quá đẹp luôn. Đúng rồi. Đó. Từ từ, mình bị gấp quá, để em làm lại đi. Khá là đẹp. Rất là đẹp luôn. Tuyệt vời luôn, bây giờ là thời điểm đẹp nhất. Tới đây bạn ơi. Ôi, tôi có từ đời rồi. Tôi còn đi được như là ba cái Thái Lan. Tuyệt vời quá. Đẹp chưa? Đẹp, xúc động chưa? Xúc động chưa? Chứ phải thế này chứ, đúng không? Chân ra gà đấy. Nó bị nhọn ở đoạn cung rồi. Không thế được rồi hả? Được, ok bạn ơi. Ok nha. Rồi, dừng đây. Tôi đang mát bên cái ít nhiều tí. Tôi cho nó thưa ra tí không anh? Được, thưa càng dưới càng to ra. Tức là đúng tỷ lệ nhỉ? Càng gần dưới con trên càng bé vào. Đó, đẹp đấy. Lát nữa vẽ xong thì sẽ quay một lúc luôn nhá. Bây giờ đi ăn đi đó. Như vậy là pháp sư đang vẽ. Đúng rồi.
Đấy. Đang map phía bên cánh trái. Mềm nhỉ, chưa có mềm nhỉ. Và bây giờ thì nhiều ánh sáng bổ trợ ruộng làm sao để khách lên đây thì thấy cái ruộng nó mờ mờ. Đó chứ không phải đánh trí hết này đâu. Và còn nhiều ánh sáng âm thanh nữa cơ. Cái nhạc nữa. Không thể đơn điệu như này. Rất là đẹp. Có nhạc nữa là mềm mại. Chạy một lượt nha, chúng ta sẽ chạy một lượt cùng các bác có thể xem. Ôi. Đây rồi. Đó. Hắt lên một như mặt gương. Em chuyển đi hướng khác tiếp theo đi, bỏ cái dụng bậc thang này đi. À, sang ảnh bác hay nào? Thế để cho anh nhóm xem nào. Ảnh bác với lại... Đấy, bác này vẽ được hết cỡ rồi. Nhìn mắt rồi, giờ thấy bắt đầu luôn. Mình có thể thay đổi màu tùy biến hoặc là to nhỏ tùy biến. Anh có thể... Cái đây đủ rồi. Bác to là cái làm mà anh cảm thấy trường đi thì bọn em có thể chỉnh điều chỉnh luôn. Anh cho bác to thì cứ để anh nhìn. Vâng, có cái lời bác Hồ nói tất cả những YouTube xuống. Nhìn to là to cũng chỉ vừa phải, nhưng mà nó quá khổ là quá mất. Thế tí nào anh có thể là điều chỉnh màu á, anh có thể điều không, màu em cứ để màu đấy đi. Để cái màu lúc đầu ấy. Con ra bớt nhảy thôi ạ, nó nhảy ra chỉ dãn kích thước thôi. Từ với nhau to quá, to quá rồi. Hình ảnh bác Hồ. Anh có thể điều chỉnh cái em ạ. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến gần hơn một chút nha, để đến gần hơn. Ok em ơi. Em đi lại luôn nhé. Đấy, đến gần hơn. Nó cao quá lại bỏ cái cây của anh là cờ là muốn đỏ hết rồi sao vàng hết, chỉ là cái này chưa mắc tinh nó mới làm được đấy. Còn lan ke thì chỉ vẽ những viền như này. Là cờ đang bay đấy. Anh điều chỉnh cho em trong cái góc con lan ke phe đối trên là mình nhấc lên hạ xuống. Không vừa rồi bạn lên quá là mất nền, nó quá núi đấy. Cái cây ở đâu? Máy bên phải nó nhỏ một tí nào. Chào bạn Tình Vlog. Sao vàng. Em chuyển sang lá một cờ rồi đấy. À, cảm ơn bạn Tình nhá.
Thôi mày, nó ngắn chiều này mà. Đang bị dẹp quá. Đó, ok rồi, anh đảo lại chiều kia đi. Vẫn đẹp. Sao đây vẫn đẹp. Mai hết mưa rồi. Đó, sắp rồi đấy. Mưa giảm có nhiều. Ừ, cái này. Ủa, em chuyển khác đi. Ok. Anh Long có mang máy lên không? Anh Long máy nào? À, anh gì tối qua. Có thêm laser lên không? À, có. Mấy con? Nhưng mà dự kiến là, bởi vì là anh làm sâu trên Lào Cai. Ví dụ như là 28 thì là thì là sẽ đơn giản là anh ấy sẽ là mang lên tặng nhà mình kiểu à không phải tặng mà gọi là để làm cái buổi gọi là buổi khai mạc để cho nó trở về từ chỗ ấy. Em bắn thêm bên này gần lúc đấy thì sẽ mang thêm đèn lên được chỉ thêm bên này đây là chỉ lúa vậy nên nó vẽ tạm sau này cho chân kẽ nó trống rồi nó sẽ bé hơn. Gió là thổi luôn nhưng mà chú ấy sẽ có lời bình. MC đọc theo cái cảnh MC là không hành đọc ấm xã và xin đưa cho em thông tin là trên đây là một năm cấy mấy mùa là cấy và tháng nào là cày và tháng nào này. Mùa nào ta nước đổ này tháng mấy là đặt này. Đấy là con trâu trâu đi trâu cầy ra hai máy này em. Vâng ạ. Rồi em chuyển cảnh đi. Còn con trâu nữa sao nhỉ? Còn nhiều anh, còn nhiều lắm ạ. Anh chọn cho em một trâu nhé. Con trâu này. Chuyển con khác đi. Không phải con này, con nhúc lãi cơ. Con được chỉnh bên dưới không ạ? Anh chờ em một chút, anh em ta đang có rất nhiều con trâu ạ. Rất nhiều con trâu. À, hình như con này là phải rồi. Con này đẹp này. Nhưng mình chỉnh cho nó ngẩng đầu lên. Nhưng gốc nữa. Dạ. Con bé tí nữa này. Rồi. Tí nó xoay vector cho đi lên. Còn bên kia một con nữa. Dạ. Quay đầu vào nhau đúng không? Đứng này nói là tầm tháng 5 là con như chảy đấy. Trong đó là con ăn trâu như chảy. Hay là không phải để dốc như thế đi, con này để đấy là rồi được rồi. Chỉ mai cái ruộng nó sáng lên là nhìn thấy là ruộng luôn này. Xin chào 700.000 khán giả đang theo dõi buổi live ngày hôm nay. Đấy. Ngày xưa các cụ bảo là không chịu học thì con trâu đi trước cái cày theo sau đấy. Bây giờ thì lại là nghệ thuật rồi. Con trâu đi trước cái cày theo sau. Đấy. Đây là của dân ạ. Cho hai cái máy này để đục lại rồi. Nó đo rồi. Có hệ thống lên tháng ruộng với lại cái lên tháng của âm thanh và đất 30 tầng. Và cái cảm biến áp cách hơn 400 mét. Đang tính về điện. Nhất
mươi cân một cái. Nếu hết công suất thì là 30 cân này. Còn bình thường thì nó dao động khoảng từ 20 đến 25 cân thì như đóng đèn. Nhưng mà như khi mà dùng hết công suất thì khoảng 30 phút cuối mà có một tí nhạc lên, nhạc kiểu giáng mạnh ấy, thì nó có rơi tổng cộng. Đúng rồi, hai con bên mình quay mặt đầu vào nhau đi đi theo ngược lại được hay hơn đấy. Sâm ạ. Buổi tối chỉ 30 phút thôi. 30 phút đầu là mình tái hiện lại những hình ảnh ở dưới bậc thang. 30 phút sau là nhạc sôi động để cho nó khuấy động lên. Không làm nhiều. Đi trên là thác nha bạn tình nha. Đi đang của này cũng được đấy. Con đi được, con đi xuôi ấy. Mình có thể cho nhiều con cũng được, hoặc là mình chỉ cho hai con cũng được. Cho anh nhìn mấy con được. Em cho những con nhỏ ở xa nè. Vâng, thế thì em sẽ cho bên phía bên này này. Vâng, cho nhỏ cho hẳn xuống. Một hai con trâu này nhá. Em làm con trâu đi đây. Con trâu không dưới được, cho nhỏ hẳn xuống. Nhưng mà đẩy lên xa xa ra. Đấy, như thế. Đấy, xong trên đỉnh trên kia con nữa kìa. Không, để vị trí bên này đi. Để vị trí bên này đi. Không, con ấy để ở vị trí đầu tiên đấy. Đấy, đòi sang trái đi. Lên một tí. Đưa đi, vừa vướng cây. Đấy, được rồi. Cây kia là cái bụi. Bụi mà. Bà con cũng chưa phát hết, hôm nay phát được ít chè ở đây rồi. Mắc em cho ở phía xa kia một con nữa kìa, bên tay phải cái đồi kia kìa. Tổng cộng trên này là sân khấu là 5 HA. Cả dây led. Còn liên quan điện đó mới tăng rồi. Còn đấy em đưa tít lên trên phía bên kia đi. Cho lấy rộng phân ra. Không, tẩy răng dưới kia là xong rồi. Cái mảng bồi đá đấy. Nữa đi. Bên đây vẫn còn đồi mà. Cày hết đi 5 HA cơ mà. Thấp xuống thấp. Đấy, hạ thấp hẳn xuống đi. Đấy, nó không có nền được mà nó mở. Xuống nữa đi. Đấy, tẩm máy đỏ, ắc lên. Đấy, được rồi, đấy, tẩm máy đẹp rồi. Phía xa kia còn một con trâu nha các anh nha. Có chuyện cảnh khác đi, em lưu lại cái cảnh này đi. Sau mình muốn chú trí thêm mấy con nữa cũng được. Nhiều con là nó bắt đầu nháy nhiều hơn nhỉ? Không phải giảm cũng tốt rồi. Em lưu cảnh cảnh nhé. Như vậy là càng nhiều con thì độ nháy càng nhanh hơn. Nháy đi chỉnh sau xong rồi, anh cứ lưu lại ở cái ấy cầu lỗ đi. Giờ xong đâu Việt ơi. Đấy, chỉ trên điện thoại quay video thì nó không hết được. Cái này cái gì đấy? Đây cũng là một kiểu dạng một ngọn nhà sàn ở trên đồi. Cái này thì cái này đã xong. Vâng. Tôi để mang đến mua sau nhé. Tại vì là mình có cả một kịch bản 7 ngày cơ. Ngọn cờ ấy nhé. Cụ giỏi. Cột cờ đi. Cột cờ vừa vẽ xong. Đó, tầm đấy rồi. Cột cờ. Hạ không khí là em xoay cho nó vuông lên. Xoay cho nó vuông. Đó là mình nghiêng bên trái. Không bao giờ. Đó, rồi. Nhìn chiều kia. Nhớ đây. Quá rồi.
Em ghi là một bên em để cột cờ cho em ghi là chữ Hà Giang, vụ cột cờ lũng cú ở dưới để bổ trợ cho hình ảnh. Cột cờ em bắn một chữ cột cờ lũng cú này. Vâng. Cột cờ lũng cú Hà Giang. Vâng. Xuân về trên đỉnh lũng cú Hà Giang. Hà Giang điểm cực bắc nữa là xong chưa? Em xét phân cực, em xét phân cực có nghĩa là dùng cả hai máy để bắn chữ này. Một bên là chữ Hà Giang điểm. Hà Giang điểm rồi đúng không? Vâng, xong rồi là cực bắc ở bên kia nó to hết ra. Vâng. Thế thì em chỉ luôn. Thế thì em đất bên này ở đất này ít hơn. Chữ Hà Giang điểm cực bắc nó về câu nó mới đúng câu. Hà Giang điểm sang cực bắc. Không, nó có điểm nhau thì nó cũng sát được nhau rồi mà. Sao nhau gì? Vâng. Chúng em tách cả hai máy để cho chữ nó to ra nữa. Mà tí nữa mình cũng nó thành một dòng. Không vâng, thành một dòng. Hoặc là mình lấy ảnh thực tế vào xong là mình cho AI nó map theo những đường nét cơ bản chính ấy. Rồi, xích lại gần nhau. Cái chữ này xong rồi mình mua một cái bầu ruộng lên nó đẹp lắm. Còn sáng lờ mờ luôn. Để anh gắn cái tân đi nhé. Chữ gì? Được rồi đấy, em cho cái chữ bắc xuống, chữ cực lên thôi. Đang hơi đứng yên nữa đấy. Quá rồi. Cho chữ bắc lên một tí đi. Tí thì rồi. Cho bên đầu chữ bắc lên này. Chữ bắc nhấc lên một tí thôi. Đưa đi em nhé. Cứ để tạm đây đi để em là em tinh, em lại chinh tinh chỉnh tiếp ấy ạ. Như vậy là đang thử nghiệm thôi, chưa phải là chính thức. Anh ơi, anh cứ nhá tạm đi xong rồi là lát em cấu hình điều ảnh xong. Bắn lại. Mỏi quá rồi. Anh
bên dưới thì sẽ không có tia chị ạ. Không có tia này này, bên dưới nhìn thì nó nét căng vật. Chị nhìn ở trên này nó có tia. Cái này đẹp lắm chị ạ. Đẹp lắm. Rất nhiều trai bản là rất nhiều khán giả đã lên đến đây rồi. Đói. Đói đó. Cú lá lạ. Như vậy là đêm đã về khuya rồi nhưng mà vẫn các pháp sư vẫn đang miệt mài cho ngày hội. Không tính giờ giấc thời gian gì cả. Cứ mệt là mới về ngủ rồi. Pháp sư rất là mệt mài. Xin chào sóng nghìn khán giả đang theo dõi một buổi live trên sóng Vinasat 1 truyền từ là thác Phương Độ. Vâng ạ. Đèn ánh sáng mặt anh ạ. Xin giới thiệu tới quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi buổi live demo trên công nghệ live lịch điều khiển sang thứ bảy và map mapping laser. Vâng, thứ bảy ạ, à? Ok anh. Thứ bảy thì em lại đang làm những cái lễ hội ánh sáng ở trên Hà Giang, cái đêm đang ở Hà Giang đây. May anh gọi em còn có sóng đấy, chứ không em là không có sóng. Thì để em, vâng, thì để em cân đối nhá, sau đó là về, em thì kỹ thuật về được thôi, còn đâu em chắc không về được. Hôm tới thì sẽ rất nhiều pháo hoa và đèn màu và còn rất nhiều nữa. Vâng. Rất nhiều đều có nước ứng đều được, em cứ kiểm tra lại hết tất cả cho ạ. Kêu em trả tiền mới biết. Xong rồi đúng không? À, như vậy là có effect vào thì chuyện rất là mềm mại hơn. Rồi, và tới đây thì clip Phúc Bạc xin tạm dừng tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của Phúc Bạc. Xin chào và hẹn gặp lại.